Cảm ơn Trần Thắng, xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Thắng và ký giả Nguyễn Văn Khanh xin được đến với quý giả trong chương trình Đường vào Tòa Bạch Ốc. Và hiện tại Trần Thắng đang có ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC, và xin chào anh Khanh ạ. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh, vui xin lời chào đến bạn Trần Thắng và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Câu chuyện bầu cử năm 2024 được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt nhất là trong cuộc thăm dò được hãng Reuters thực hiện hồi sáng ngày hôm nay. Thưa với anh Tường Thắng và thưa cũng với là quý vị khán thính giả, hơn 100 người được hỏi, thì trong đó là 39% người trả lời rằng là tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, 38% nói rằng là tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Thế ra rốt cuộc sau ta đã nhìn thấy rõ ràng, đó là cái cuộc đua này cho đến giờ phút này vẫn là 50-50. Điều tôi chú ý là 11% những người được hỏi họ bảo rằng là không, tôi không ưa cả hai ông, tôi sẽ chọn một người khác, tức là tôi sẽ điền tên vào trong lá phiếu tên của một người khác chứ không phải là ông Trump của Đảng Cộng Hòa hay là ông Biden của Đảng Dân Chủ. 5% thì họ bảo rằng là tôi cho đến giờ phút này có lẽ tôi không đi bầu, không chọn cho ai cả. Và 7% thì cho biết rằng là họ vẫn chưa quyết định là sẽ như thế nào. Nhưng mà nhìn chung lại thì thưa anh Tường Thắng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, giả sử cuộc bầu cử được diễn ra vào ngày hôm nay, tức là vào ngày cuối tuần này, thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, 50-50, khó để mà biết đoán được ai thắng ai thua. Chọn ông Biden thì cũng đúng, và chọn ông Donald Trump thì cũng chẳng sai. Đó là những gì mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị khán thính giả để mở đầu chương trình Đường vào Tòa Bạch Ốc tuần này. Và bây giờ xin được trở lại California với em bạn Tường Thắng của chúng tôi. Dạ vâng, thưa cái giảng Nguyễn Văn Khanh, thì cho tới giờ phút này đó thì chúng ta biết rằng là hai ông đương kim tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump coi như là trên nguyên tắc là coi như được đảng đề cử vào trong cái chức vụ mà đại diện cho đảng trong cái cuộc bầu cử tháng 11 này. Tổng thống Joe Biden thì đã trong cái cuộc mà tranh cử sơ bộ vừa qua thì đã đạt được cái mốc là cái số đại biểu là 1968 đại biểu trên tổng số là 3934, đủ để ông coi như chắc chắn coi như được đảng đề cử. Trong khi đó thì ông Donald Trump thì được sự ủng hộ của 1215 đại biểu trong số tổng cộng là 2429 đại biểu của Đảng Cộng Hòa. Thì để chính thức hai ông này được coi như là đại diện đảng đó, thì vào tháng 7 này thì Đảng Cộng Hòa sẽ có cái đại hội đảng và chính thức coi như là đề cử ông Donald Trump. Còn tháng 8 thì phía bên Đảng Dân Chủ sẽ có một buổi họp, một cái buổi gọi là đại hội đảng chính thức để đề cử ông Joe Biden. Thì theo anh á, thì từ đây đến đó trên nguyên tắc vẫn còn chưa hẳn là 100% là coi như được đảng đề cử, thì anh thấy thế nào? Tôi thấy rằng là chắc chắn rồi, đồng ý rằng là người ta phải đợi cho đến khi đại hội đảng rồi mọi người bỏ phiếu một lần nữa rồi cho đó mới biết chắc chắn. Thì nếu mà nói chắc chắn thì chúng ta không phải chờ. Nhưng mà như vậy tôi nghĩ là đã đủ để cho chúng ta thấy là cái cuộc đua năm 2020 sẽ tái diễn ở năm 2024. Vẫn là ông Joe Biden của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Tôi cũng nhìn thấy rõ ràng là như thế này, thưa với anh mà thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Tôi thấy rằng là hiện tại bây giờ thì cả hai ông đều biết là họ gặp cái khó khăn. Ngay trong cái chuyện nội bộ của đảng họ cũng đang gặp cái khó khăn. Trước hết là anh nhìn ông Donald Trump, nên nhớ rằng là cái số phiếu cử tri ủng hộ bà Nikki Haley, họ vẫn tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ bà Nikki Haley cho dù là bà rút lui. Và ông Donald Trump cũng như là ông Biden đều mong muốn là sao ước gì mình có được cái số phiếu đó. Tức là những người ủng hộ bà Nikki Haley, ông Biden mong là họ sẽ dồn phiếu cho ông Biden. Rồi là sau đó là những người bên ông Trump thì cũng bảo mong rằng là họ là người của Đảng Cộng Hòa, họ sẽ vẫn dồn phiếu vào cho mình. Đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ gì nữa là về phía của ông Joseph Biden, thì anh thấy là hôm thứ Năm vừa rồi đó, thì là ông Joseph Biden ông phải đến tiểu bang Michigan. Ông đến tiểu bang Michigan vì lý do tại sao? Vì lý do cả 100.000 người đã từng bỏ phiếu đề chữ rằng là tôi không cam kết gì cả, non-commitment. Tức là tôi không cam kết là tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, cho ông Biden mặc dù tôi là người của Đảng Dân Chủ. Ông Biden biết đó là một cái trở ngại rất lớn. Đừng quên rằng là trong những cuộc bầu cử, nhìn lại các cuộc bầu cử 2020, hầu hết là ở những cái tiểu bang chiến địa mấy ông hơn nhau có được chừng chục ngàn phiếu.
bây giờ tất cả 100.000 phiếu mà bảo rằng là tôi là đảng Dân Chủ nhưng tôi không chưa chắc tôi đã bỏ phiếu cho ông, thì như vậy là cái tình hình nó bắt đầu nguy kịch. Nói tóm lại là hai ông chắc chắn 100% sẽ là đại diện cho đảng, và thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cả hai ông đều đang gặp những cái khó khăn. Xin phép được nhấn mạnh ở chỗ là khó khăn nội bộ, tức là ông Biden cũng gặp khó khăn và ông Donald Trump cũng gặp phải khó khăn. Khó khăn có ở bên đảng Dân Chủ và cái khó khăn có ở sẵn ở bên đảng Cộng Hòa. Đó là những gì mà tôi có thể trả lời được, có thể nói đến, nói trình bày để trả lời câu hỏi mà anh Thường Thắng vừa mới đặt ra. Thưa với anh Thường Thắng. Bây giờ nói về cái khó khăn của Tổng thống Joe Biden, thì có phải cái khó khăn nhất hiện tại là một trong những cái vấn đề đó là giải quyết cái cuộc chiến ở Palestine, và cũng như cái gặp khó khăn khi mà tìm đến một cái giải pháp hòa bình đối với ông Netanyahu? Thì cái hôm ngày thứ năm đó, tại sàn Vâng. Thượng viện của Hoa Kỳ, ông Chuck Schumer là chủ tịch Thượng viện của Hoa Kỳ, ông này là người Mỹ gốc cho Thái, nhưng mà Vâng, người ông Mỹ đã gốc đăng do đàn Thái đầu tiên. Dạ vâng. đầu tiên nắm chức vụ chủ tịch Thượng viện. Ông Vâng. lần đầu tiên ông đăng đàn tại sàn Thượng viện và đọc một bài diễn văn kêu gọi là người dân Do Thái phải tổ chức bầu cử và thay thế ông Netanyahu và chính phủ của ông. Thì cái câu hỏi đặt ra, ông Chuck Schumer ông nói thế này, ông bảo thứ nhất là ông Netanyahu là cái trở lực ngăn cản hòa bình. Thứ hai, nếu mà còn để tiếp tục để ông Yahoo điều hành cái cuộc chiến tại Gaza, khi mà ông xem thường sinh mạng của những người Palestine đã chết trên 31.000 người, thì cả thế giới đều tẩy chay Do Thái, và điều này đó là không có tốt cho Do Thái trên trường thế giới. Cái câu hỏi đặt ra chỗ này, tại sao ông Chuck Schumer ông lại đăng đàn ông nói cái này ngay giữa sàn Thượng viện? Thứ hai, phải chăng ông tìm cách giải quyết cuộc chiến này để gỡ rối tơ lòng cho ông Joe Biden khi ổng không bảo được Netanyahu trong trường hợp này không, thưa anh Khách? Cảm ơn anh Tường Thắng đã đặt ra câu hỏi này. Câu hỏi này là câu hỏi rất là hay. Tôi thì tôi nhìn thấy như thế này. Trước hết, phần đầu tiên, ông Benjamin Netanyahu là một ông thủ tướng rất là cứng rắn. Chúng ta không thể phủ nhận cái điều đó được. Ông rất nhiều lần nó bảo là làm thủ tướng Do Thái là phải là cứng rắn, bởi vì là cái áp lực ở phía bên Washington nó rất là mạnh, mà nếu mà không cứng rắn thì như vậy là không làm được việc. Đó là điều đầu tiên. Cái điểm thứ nhì là trước Schumer khi ông ra ông đăng đàn, ông đọc cái bài diễn văn kéo dài 45 phút đồng hồ vào hôm thứ năm. Tôi ngồi tôi xem mà tôi bảo ông này đọc bài diễn văn này không phải là cho cá nhân ông, không phải là cho Thượng viện Liên bang Hoa Kỳ, mà ông đọc cái bài diễn văn này là ông đọc cái bài này thay cho ông Joseph Biden. Bởi vì ông biết rằng là ông Joseph Biden đang gặp cái trở ngại. Cái trở ngại như anh Tường Thắng vừa mới nói, vừa mới trình bày cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, là làm sao để mà giải quyết được cái cuộc chiến và làm sao để mà cứu được cái mạng người Palestine đang kẹt lại ở trong cái vùng chiến tranh. Bây giờ 31.000 người đã thiệt mạng và con số này chắc chắn sẽ còn tăng hơn nữa nếu mà ông Benjamin Netanyahu tiếp tục ông thực hiện cái cuộc chiến như là ông đã từng nói. Ông nói là ông sẽ thực hiện cái cuộc chiến này cho đến ngày thành công, và người ta và như vậy là thế giới, cả thế giới lên án ông chứ không phải là chỉ có một mình Hoa Kỳ. Và ông biết, và ông Chuck Schumer, ông chủ tịch Hạ viện, ông biết rằng là cái này đây là gây khó khăn cho đảng của tôi, gây khó khăn cho người đại diện cho đảng là ông Joseph Biden, và ông Joseph Biden ở trong cái thế khó để mà có thể nói với đồng minh của mình. Vậy tại sao tôi không đứng ra để mà tôi nói cho ông trong cái cương vị trước hết tôi là một trong chính trị gia, một trong những nhân vật quan trọng của chính trường của nước Mỹ, và cái điểm thứ nhì nữa là tôi là người Do Thái, người Mỹ gốc Do Thái đầu tiên giữ chức vụ, giữ cái vai trò là điều khiển khối đa số ở tại Thượng viện, và ông nên cần phải lắng nghe tôi. Ông đây là ông Benjamin Netanyahu, thưa với anh Tường Thắng. Dạ vâng, không phải chỉ ông Chuck Schumer, ông Bernie Sanders cũng đã lên tiếng cái vụ này nhiều lần và đã xuất hiện trên chương trình Defense the Nation về cái việc này hồi tuần trước rồi. Và trở lại một cái việc khác, nó cũng rất là khó khăn cho cả hai ông Trump và ông Biden. Đó là sự xuất hiện của ông Robert Kennedy Jr., là cháu của Tổng thống John F. Kennedy, hiện tại là người tranh cử ở cho cái vị trí coi như là người thứ ba đó,
coi như là mình có thể hiểu ra là một đảng thứ ba. Thì cái vấn đề đặt ra là ông nói rằng là ông sẽ chọn một người đóng vai trò, giữ vai trò phó tổng thống cho ông vào ngày 26 tháng 3. Mặc dù rằng là ông Robert Kennedy tới tới giờ này phút này á, ông không có tên trong cái phiếu bầu của 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhưng mà phía ban vận động của ông nói rằng là ông sẽ cố gắng làm tất cả mọi chuyện để có thể có mặt ở trên lá phiếu của 50 tiểu bang. Bây giờ mình không cần biết 50 tiểu bang, mình chỉ cần biết là ông Robert Kennedy có xuất hiện ở những tiểu bang chiến trường của cả ông Biden và cả ông Trump. Chỉ cần người ta bỏ cho ông Robert Kennedy, có nghĩa rằng là cái lá phiếu dành cho ông Biden và cũng như là dành cho ông Trump có thể nghiêng ngả và có thể không đạt được gì chiến thắng như mà họ mong muốn. Cho nên cả hai đều phải quan tâm rất nhiều về ông Robert Kennedy này. Thì anh nghĩ thế nào? Đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với lại nhận xét của anh Tường Thắng. Nhưng tôi chỉ xin thêm một điều là ở phía bên ông Kennedy, thời gian cố vấn của ông bảo là chúng tôi sẽ vận động, sẽ cố gắng đến mức tối đa để mà có thể là ghi tên ông trong danh sách các ứng cử viên của 50 tiểu bang. Anh Tường Thắng thu hẹp lại thì còn có 6-7 tiểu bang mà thôi. Thì tôi nghĩ có lẽ họ sẽ dồn phiếu vào cái trong 6-7 tiểu bang đó. Tôi để ý thấy như thế này. Ít nhất là ông là người của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà hầu như là Đảng Dân Chủ không mấy ai để ý đến ông. Người ta chỉ để ý đến ông bởi vì là họ thấy là ông Biden họ mệt mỏi quá nhiều quá rồi với là ông Biden. Thành ra là cái sự xuất hiện của ông, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, ít nhiều thì người ta bảo à, hai ông Dân Chủ đi đấu với một ông Cộng Hòa thì như vậy là có lợi cho phía bên Đảng Cộng Hòa. Bạn bè tôi ở bên Đảng Dân Chủ gọi ông này là spoiler, tức là cái anh chàng phá bính. Thành ra là bởi như vậy, đúng, người ta phải chú ý đến ông Kennedy. Và thưa cùng với anh và thưa cùng với lại quý vị thính giả, của khán thính giả của người Việt, của SBTN, cứ một lá phiếu mà dồn cho Kennedy thì tức là một lá phiếu dồn ủng hộ ông Donald Trump. Đó là cái nhìn của mọi người ở tại thủ đô Washington. Tôi không biết là có đúng hay sai, nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi cũng nghĩ cũng tự tự là như vậy. Ông Biden cần chiến thắng ở các tiểu bang chiến địa, nhưng mà ở trong những cái tiểu bang chiến trường như vậy, bây giờ lại có thêm một người thứ ba nữa can thiệp, thì tôi thấy rằng là cái đó rõ ràng là bất lợi nhiều cho ông Kennedy, cho ông Biden trong những ngày sắp đến, thưa với lại anh Tường Thắng. Dạ vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện với lại ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC, Tường Thắng xin mời quý giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây thì xin được trở lại buổi nói chuyện với là ký giả Nguyễn Văn Khanh. Thưa anh Khanh, thì đồng ý cái nhận định của anh rằng là một lá phiếu bỏ cho ông Robert Kennedy, tức là coi như một lá phiếu gián tiếp bỏ giúp cho ông Donald Trump trong trường hợp này. Vâng. Nhưng mà chúng ta cũng như nghe anh trình bày ngay từ đầu đó, là còn cái khối cử tri mà đang ủng hộ cho bà Nikki Haley, bà vẫn chưa ủng hộ ông Donald Trump. Có thể họ sẽ bỏ phiếu cho ông Robert Kennedy chăng? Tôi nghĩ là điều đó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà ngay trong giờ phút này thì là thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, mình phải lo chuyện trong nhà đã. Đó là cái lời nhận xét của một người bạn của tôi đang làm việc với lại phía bên ông Biden. Họ bảo rằng là mình tính chuyện trong nhà đã, chứ mình đừng vội vã tính chuyện hàng xóm. Hàng xóm ở đây tức là Nikki Haley, hàng xóm ở đây là Liz Cheney, và hàng xóm ở đây là Donald J. Trump. Cái mục tiêu quan trọng nhất là làm sao mà thu hút được lá phiếu của cử tri, giữ được cái khối cử tri đã từng ủng hộ và tín nhiệm ông Joseph Biden năm 2020, làm sao mà để cho họ cũng lại bỏ phiếu vào năm 2024 và vẫn bỏ phiếu cho ông Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Đó là cái điểm mà họ cần thiết. Họ thấy là cần thiết phải làm. Tôi thì tôi thấy rằng là rất có thể là cái sự hiện diện của ông Robert Kennedy sẽ không có tạo cái nguy hiểm cho ông Biden và cũng chẳng có lợi gì cho ông Donald Trump cả.
Nhưng mà đối với là cái khi mà họ ra tranh cử thì họ không muốn cái tình hình, cái tình huống mà bị chia phiếu có thể xảy ra, kể cả cái chuyện là chỉ chia một số thật là nhỏ không đủ để ảnh hưởng đến kết quả của bầu cử, họ cũng không muốn nhìn thấy cái điều đó. Thành ra là bởi như vậy thành họ mới nghĩ rằng là bây giờ là cái điều quan trọng là phải giải quyết cái chuyện nội bộ trong nhà, cũng như là bên ông Donald Trump cũng vậy. Ông Donald Trump cũng biết rằng là bây giờ vẫn có số số người là ủng hộ và Nikki Haley vẫn còn nhiều, và ông cũng đang và phía bên ông cũng đang tìm cách giải quyết cái chuyện nội bộ trong nhà trước ngày mà họ xuất hiện ở tại đại hội đảng, tức là vào tháng 7 và tháng 8 tới đây cho đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, thưa với đảng Tân Thắng. Như vậy theo anh thì cái kịch bản mà cái thời ông Ross Perot nhảy ra Vâng. tranh cử làm nhiều người cho rằng lúc bấy giờ vì sự hiện diện của ông Ross Perot mà làm cho người hùng sa mạc là ông Bush cha đã phải thất cử trước một một ông thống đốc từ tiểu bang miền quê gà khỉ ho cò gáy là Arkansas, là ông Bill Clinton lúc bấy giờ. Ông Ross Perot, sự hiện diện của ông đã làm cho người hùng sa mạc thất bại. Theo anh đánh giá, nếu kịch bản nó đúng như vậy thì kịch bản này có xảy ra trong kỳ này không? Cái kịch bản này nó xảy ra, nhưng mà chỉ xảy ra một phần, xảy ra tức là sẽ có ba người ra tranh cử tổng thống. Vâng, chứ còn thật sự ra thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, không thể nào mà so sánh ông Robert Kennedy Jr. với lại ông Ross Perot được. Cái lý do rất là dễ hiểu, lúc đó là có những cuộc thăm dò đã cho thấy rõ ràng, tức là cử tri Hoa Kỳ họ không muốn cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, họ sẽ chọn ông Ross Perot. Và ông Ross Perot thất bại là bởi vì cái thái độ dùng dằng của ông, lúc thì ông ra tranh cử, lúc ông là bảo thôi tôi không muốn tham gia chính trường. Thành ra là cái ông thất bại ở cái chỗ cái điểm đó. Nhưng mà bây giờ thì cái tình hình nó sẽ ra sao? Tình hình bây giờ tôi thấy là có thể là sẽ có ba người, và cũng biết đâu chừng là sẽ có bốn người. Bốn người là nếu mà trường hợp bà Liz Cheney bà cũng quyết định ra để ra tranh cử ở phía bên đảng Cộng hòa, thì thưa học là với tư cách độc lập, thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, lúc đó thì tôi vẫn nghĩ rằng là như thế này: nếu mà ra tranh cử với tư cách người thứ ba thì là bà Cheney có vẻ như là bà có cái cơ hội tạo cái sự nổi bật ở trong chính trường của Hoa Kỳ hơn là ông Kennedy. Cho đối với lại ông Kennedy thì tôi nhìn thấy rõ ràng, tức là ông ấy tên tuổi thì cũng ông là ông ở trong một cái gia đình nổi tiếng của chính trường Hoa Kỳ, nhưng cá nhân ông không phải là người nổi bật trong chính trường của Hoa Kỳ. Thành ra tôi thấy rằng là nếu mà so sánh ông với như là ông Ross Perot thì tôi thấy như vậy là không có đúng. Tôi thấy Ross Perot là Ross Perot, còn Kennedy bây giờ không có sức mạnh như là Ross Perot hồi năm 1988, thưa với anh Tử Thắng. Dạ vâng, trở lại một cái cũng đường vào Tòa Bạch Ốc đó thì chúng ta cũng biết là tuần trước thì ông cựu Tổng thống Donald Trump đã tiếp ông Thủ tướng của Hun Gia Lợi là ông Vâng. Orbán. Vâng. Thì ông Orbán, ông sau khi buổi họp đó thì ông nói rằng là Tổng thống cựu Tổng thống Donald Trump đã nói với ông rằng nếu cựu Tổng thống Trump đắc cử lần thứ hai thì chắc chắn một điều đó là không có một đồng nào cho Ukraine. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao cái điều đó đó ông Donald Trump không có tuyên bố thẳng một cách công khai mà có thể là phải nhờ qua một cái lời một người thứ ba, trong trường hợp là ông Thủ tướng Orbán, để chuyển cái lời đó cho thế giới, thưa anh? Tôi nhìn thấy cái câu chuyện nó như thế này. Trước hết là trước khi mà cựu tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump tiếp ông thủ tướng của Hungary tức là ông Orbán, thì thưa anh Tường Thắng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, là hai anh em chúng tôi đã thảo luận với nhau và đã từng bảo với nhau rằng là có lẽ là nếu ông Trump là ông tái đắc cử, ông trở lại Tòa Bạch Ốc, thì cái chuyện là viện trợ cho Ukraine là sẽ chấm dứt ngay sau đó. Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau như vậy. Và không phải một mình anh Tường Thắng và tôi, và có thể nói là hầu như tất cả những người nào quan tâm đến vấn đề Ukraine hoặc là quan tâm đến các khoản viện trợ quân sự mà chính phủ Hoa Kỳ tặng cho những quốc gia khác thì họ cũng đều nghĩ là có lẽ với lại ông Donald Trump thì sẽ không có viện trợ nữa. Ông Orbán ông chỉ nói lên những cái điều mà xác nhận cái điểm mà chúng ta đã từng nghĩ đến, chúng ta đã từng bàn thảo với nhau, chúng ta đã từng tranh luận với nhau, tức là ông Donald Trump không muốn can dự vào cái cuộc chiến của Ukraine, và đó chính là một cái mối âu lo cho mọi người,
những người nào mà nghiêng mà ủng hộ Ukraine thì họ sẽ phải âu lo, còn những người nào ủng hộ ông Donald Trump thì họ sẽ rất hài lòng về chuyện đó. Anh từng thắng đặt câu hỏi và câu trả lời của tôi là ông thủ tướng Hungary, ông chỉ lên tiếng xác nhận những điều mà chúng ta đã nghĩ về ông Donald Trump và chiến trường Ukraine. Thưa với lại anh từng thắng. Dạ vâng, một cái vấn đề khác là liên quan, nếu trong trường hợp ông cựu tổng thống Donald Trump đắc cử thì ông Trump đã từng nói rằng nếu ông thắng đó thì ông sẽ tăng thuế tất cả hàng nhập cảng từ khắp nơi trên thế giới vào Hoa Kỳ 10%. Nhưng để Vâng. bù trừ lại cho cái vấn đề tăng thuế 10% đó, tại vì thuế mà có tăng vào nhập cảng đó, người trả tiền trong trường hợp này đó là người Mỹ chứ không phải là Vâng. quốc gia mà đã bán hàng vào Mỹ, thì ông sẽ giảm thuế. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đã biết là cái tình trạng cái việc giảm thuế của ông Trump á, là năm 2000 khi ổng còn làm tổng thống, năm 2017 á, ra cái luật đó thì 2025 cái thuế của ông Trump sẽ hết hạn. Mà bây giờ Chính nếu hạn chúng ta đúng. đã sẽ hết hạn trong 2025, ổng là ổng sẽ tiếp tục giảm nữa. Thì câu hỏi đặt ra là nếu giảm thuế nữa thì có ngân sách, thứ nhất ngân sách có thâm thủng hay không? Thứ hai Vâng. là cái vấn đề đặt ra là nó có công bằng không? Tại vì chúng ta nghe đồn rằng đã có một bản tin nói rằng là công ty Tesla thâu Vâng. được 4,4 tỷ Mỹ kim. Tất cả các CEO của Tesla được chia mỗi người gần như 1 tỷ Mỹ kim, mà Vâng. 900 triệu, 900 triệu đô tiền, gọi là tiền lương. Trong khi một người bình thường như là một người, bây giờ không nói đâu xa, một người độc thân thôi, lương 100 ngàn đóng thuế 15%. Tesla không đóng một đồng nào tiền thuế liên bang cả, Vâng. thì theo anh công bằng không? Không. Câu trả lời của tôi là không. Khi mà nói đến chuyện thuế mà nói như vậy là không công bằng. Ông Donald Trump ông bảo rằng là tôi sẽ đánh thuế những hàng nhập những quốc gia đưa hàng vào vào nước Mỹ, nhưng mà đồng thời tôi sẽ giảm thuế cho quý vị. Tôi đã làm như vậy là ông tạo ra một cuộc chiến thương mại một cách vô ích và cũng chẳng có gì lợi cho người Hoa dân Hoa Kỳ cả. Tức là khi mà chúng ta mua thì chúng ta phải trả thêm 10% tiền thuế, và rốt cuộc sau rồi ông giảm bớt cho chúng ta được 5-7% tiền thuế chẳng hạn là như vậy, chẳng có lợi cái gì cả. Điểm đó là cái điểm không hay. Cái điểm thứ nhì đấy là thưa với anh bảo rằng là hiện tại bây giờ là ai cũng rõ, là tôi còn nhớ ông Warren Buffett ông bảo rằng là ông không thể nào tin rằng là một tỷ phú như tôi mà tôi còn phải đóng thuế, tôi đóng thuế ít hơn là cô thư ký. Thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ông Trump nếu mà ông lên làm tổng thống thì tôi nghĩ rằng là ông nên dành cái thì giờ để ông vận động với lại quốc hội để đưa ra một cái luật thuế cho nó hay hơn, cho nó công bằng hơn. Tức là tất cả mọi người, tiếng Mỹ nó gọi là fair share. Tôi làm 10 đồng thì tôi đóng thuế theo 10 đồng. Anh 100 đồng thì anh đóng thuế theo cái mức thuế của 100 đồng. Người khác có 1.000 đồng thì đánh thuế ở cái mức 1.000 đồng, vân vân và vân vân, làm sao cho nó công bằng. Tức là người nghèo, người ít tiền thì đóng ít, và người giàu, người lên nhiều tiền thì đóng nhiều. Và chẳng hạn như là tôi hài lòng với lại cái đề nghị của ông Joseph Biden ông đang thực hiện, tức là những người nào từ 400.000 đô la trở xuống là chúng tôi không có tăng thuế, 400.000 đô la trở lên là sẽ có một cái mức thuế riêng. Tôi thấy cái mức thuế đó là ok, nhưng mà nếu bảo rằng là đó là cái luật thuế thì câu trả lời là không. Tôi nghĩ rằng là nên ông Biden ông Donald Trump nếu mà trở lại tòa Bạch Ốc nên vận động với Quốc hội để làm một cái luật thuế thuế mới cho nó công bằng hơn, chứ đừng có mất thì giờ để mà tạo một cái cuộc chiến thương mại, bởi vì ông đã tăng thuế rồi sau đó người bị thiệt hại là chúng tôi, là những người tiêu dùng, và rồi sau đó ông bảo ô nhưng mà đừng lo tôi sẽ giảm thuế cho quý vị. Tôi thấy cái chuyện đó là cái chuyện rất là buồn cười, và tôi nghĩ là trong chính trường không có ai làm cái điều đó cả. Thưa anh Tường Thắng. Dạ vâng, cảm ơn anh Khanh rất là nhiều. Rất tiếc về thời gian của mình không còn nhiều. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC, và xin cảm ơn quý giả của SBTN, và xin hẹn quý giả vào chương trình kế tiếp của SBTN. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Tường Thắng và cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho SBTN.